có cái community center ở trên San Jose, ở trên Park County có một cái mới xây 60 triệu đô la. Dân cử của mình ở đâu? Tại sao không giúp? So, cái đó nó từ cái tâm đó thưa quý vị. Thành ra bây giờ chúng tôi chỉ nói là khi chúng tôi ngồi cái ghế mà thành phố mà chúng tôi đã có rất là nhiều kinh nghiệm rồi đó, thì chúng tôi nói rằng chúng tôi biết những cái gì đã xảy ra, đang xảy ra, mà chúng tôi cố gắng hết sức stop để nó không xảy ra, không tiếp tục xảy ra. Hôm nay này thứ bảy. Như vậy thôi. Và cảm ơn quý vị nào mà mới vừa đến. Hôm nay sẽ có một cái buổi ra mắt văn phòng tranh cử của bà Kimberly Hồ. Hiện nay là nghị viên của thành phố Westminster đang tranh cử vào cái chức dân biểu tiểu bang. Bà vừa nói rằng là bà sẽ cố gắng đem tất cả những sự thật lên Sacramento. Thế ở tại thành phố Westminster, bà đưa ra sự thật đó đâu có ảnh hưởng gì đâu. Ông đối thủ của bà là một trong những người đang ứng cử chức vụ dân biểu, mà một trong những người bán đất, không có duy trì cái tiền thuế của người đồng bào hơn ở đây. Một trong những gói những hành động. Thế làm sao mà chúng tôi tin được bà khi bà không đưa ra những cái vấn đề gọi là thực tế nhất ở tại thành phố này, mà trong không khéo thì người đó sẽ đại diện, nếu đồng hương không biết được, sẽ đại diện đến Sacramento. Bà cho chúng tôi biết cái phản ứng của bà làm như thế nào để có thể để ngăn chặn tất cả. Vì trong quá khứ bà đã nói lên sự thật, không có bà làm sao chúng tôi biết được cái chuyện bán đất, cái chuyện bán thành phố, cái chuyện liên hệ với người này, bổ nhiệm ông manager với cả một cái group bè đảng với nhau như vậy. Thế thì bây giờ bà phải làm cái công việc gì để cho chúng tôi tin tưởng được bà chứ? Dạ thưa, chào anh trân trọng của đài Seth TV. Cảm ơn anh đã đặt câu hỏi đó. Thứ nhất là khi mà đi trả lời bất cứ câu hỏi nào thì nó cũng phải có đầu có đuôi. Mình trả lời ngắn gọn quá thì những người mà không theo dõi thì sẽ không hiểu được. Thưa quý vị, đúng vậy. Có nhiều quý vị mà mình sẽ backtrack một chút xíu. Nhiều quý vị đã recall Kimberly lần thứ nhất nghĩ rằng mình là Gang of Three, đúng không ạ? Thì thưa quý vị, bây giờ đó, cái chuyện nó đã qua rồi. Quý vị có thể giơ tay lên những người nào mà đã nghĩ mình là Gang of Three và đã recall giúp và ủng hộ trong cái recall vừa qua. Quý vị cứ giơ tay lên thoải mái. Cho biết. Ồ, bác hả bác? Dạ rồi. Dạ thôi thì bây giờ thì cơn hỏi như vậy, cái chuyện qua rồi. Thì đó cũng là cái lý do mà Kimberly bị recall trong cái kỳ thứ nhất. Tại vì họ thấy, tại khi mà Kimberly lên trên thành phố đó, mình biết là mình không phải ngồi đây mà mình ao ước mình có cái ghế thị trưởng, mà để cho mình phải lên tiếng và nói bậy nói bạ để mình kéo ông thị trưởng xuống, hay là để mình giành ngôi hay cái gì hết như nhiều người đã vu khống. Thưa quý vị, cái đó là hoàn toàn không đúng. Thì quý vị bây giờ đã thấy rồi, Kimberly đâu có đưa ra tranh cử thị trưởng đâu. Dạ, nhưng mà tại vì bố mẹ là người ủng hộ ông thị trưởng qua ông cái người bố vợ là bạn của gia đình, thành thử ra Kimberly khi nào cũng respect cái gì, respect cái người mà chính thứ nhất là quý vị đã bầu lên với cái lá phiếu gọi là hình như là rất là lớn. Mỗi lần bầu cử như vậy ông ta thắng rất là lớn, thành thử ra mình lên thì mình nói đó là cái nguyện vọng của dân. Thành ra mình không thể nào mà mình chỉ ủng hộ thôi, mình lên mình chỉ biết ủng hộ. Rồi cái thứ nhì là bố mẹ gia đình đã ủng hộ mà mình chưa thấy gì hết. Đó là cái chuyện mà được cái 4 năm đầu tiên. Cho đến cái năm thứ 5 thưa quý vị, vì lý do nào đó, có thể là vì họ cẩu thả, có thể là vì họ đã giấu mà họ giấu rất là hay, và họ có thể master được cái chuyện giấu giếm như những đồng hương cũng như là qua mặt hết tất cả mọi người. Chính Kimberly thì cũng có một vài chuyện mà cũng có thể kể, nhưng mà mình cũng vì thời gian không có thì Kimberly xin chỉ nói là tóm là như thế này. Đến cái năm thứ 5 của Kimberly thì bắt đầu mình thấy những cái mỗi một cái agenda như vậy, mà như là bầu cho ông Tyler Diệp lên làm tổng quản trị rồi vân vân, thì Kimberly không có bầu được. Rồi bán đất mà của thành phố là nó gọi là cái Civic Center 4 acre rưỡi đó, là Kimberly cũng không làm được. Tại vì mình xét chứ không phải là mình chỉ nói miệng, mình xét và mình thấy vậy mình không cho lá phiếu. Thì lúc đó bắt đầu họ lại đánh Kimberly, họ lại bẻ ngược lại.
thì họ chống mình. Thì chính mình đó, khi nào mà ai làm cái gì tốt đến giờ phút này, nếu mà họ làm tốt mình vẫn cho họ cái lá phiếu, nếu mà họ làm xấu mình vẫn không cho lá phiếu. Mình rất là nguyên tắc như vậy, chứ không có phe phái. Và thưa quý vị, Kimberly là người độc lập, để nói một lần nữa là chính mình là người độc lập chứ không có phe nào hết. Mà nếu mà nói đứng về phe thì không có phe của một dân cử nào, mà mình phải phe của quý vị, đứng vào đồng hương, phía của cử tri, phía của đồng hương, thưa quý vị. Và cái chuyện gì mà đã xảy ra thì chắc quý vị cũng muốn nghe, tại vì anh Đoàn Trọng đã đặt câu hỏi thì Kimberly có thể bật mí một chút xíu. Là hiện giờ FBI đang điều tra về cái chuyện 287.000 đồng. Mà quý vị biết cái con số magic number đó là cái con số khổng lồ mà vì khi mà họ quyên tiền để xây tượng. Rồi họ đã không, ai cũng biết rồi, chính Kimberly cũng là cái nghề tay trái là về xây cất. Thì mình nhìn cái tượng đó mình biết là chỉ giá trị được 60.000 thôi. Rồi chính FBI đã đặt câu hỏi và đã gọi nhiều người để interview. Và họ cũng đã gọi để interview nhiều người mà chúng tôi biết, trong đó có luôn cả Kimberly. Thành ra thưa quý vị, là quý vị đừng bao giờ nghĩ rằng họ có thể get away. Quý vị biết cái cách làm việc của Mỹ rồi, là họ làm việc chắc là tất nhiên chậm nhưng mà chắc ăn, để sau này có chuyện gì khi đưa ra tòa không ai chối cãi được, tại họ có bằng chứng. Hình thử ra đó, Kimberly, nếu mà nói là những cái chuyện về bán đất thì thành phố cái này cũng rất là minh bạch rồi. Thì trong buổi họp đã order investigation, mà hiện giờ chúng tôi chỉ có thể nói được bao nhiêu đây thôi cho quý vị, tại vì chúng tôi có cái gag order, tất nhiên là không được nói ra, mà tại vì họ cũng không muốn cho mình nói ra. Có thể là vì ông đang tranh cử như thế nào, mình thấy cái gì phe là phe, đồng hương cần phải biết. Ok, 500 trang investigative report. Thì họ nói là bây giờ cho nghị viên đọc, mình chính mình tụi này còn chưa được đọc nữa, họ mới có tóm lại thôi, chưa được đọc. Thì chúng tôi đang tranh đấu để được đọc những cái tờ đó. Họ nói là bây giờ ngồi tại chỗ đọc, họ không có gửi ra cái copy. Mình nói why? Giống như thư viện nó cũng cho mình check in và check out mà. Thì giờ cho tôi check out như cái thư viện đi, rồi cho tôi ngồi tôi đọc, thì 500 trang làm sao tôi ngồi một chỗ tôi đọc được hết một lúc. Lắm hay tôi muốn mang về nhà để tôi đọc, để tôi rồi tôi ngồi trước cái fireplace của tôi để tôi đọc, rồi tôi highlight nó thì sao. Thành ra quý vị nên nhớ là những cái này á, họ 500 trang mà họ còn chưa xong cái investigation. Cho xin phép Kimberly giữ bí mật, là tại vì họ luật pháp ràng buộc Kimberly là hết cả 5 nghị viên phải giữ bí mật. Cái 500 trang đó còn chưa được release cho chúng tôi nữa, thưa quý vị. Thành ra I am sure một ngày nào đó, nếu mà họ còn tiếp tục, mà họ còn lên trên State Assembly nữa, thì thưa quý vị, Kimberly sẽ không phải là người quý vị có thể gọi là, nói là blame. Thế vị blame là sao? Đổ thừa. Quý vị không thể đổ thừa cho Kimberly được, tại vì chính mình đã lên tiếng. Tại vì mình không có thể nào đồng lõa. Nếu mà đồng lõa nghĩa là everything will be fine, giống như mười mấy năm nay, quý vị sẽ nghĩ là cái người đó là cái người mà như quý vị nhìn thấy. Nhưng mà thật sự không phải, sự thật không phải là như vậy. Mà Kimberly cũng phải bỏ ra 4 năm mà trải qua một cái recall rồi mới thấy. Tại vì họ cẩu thả với những cái step, những cái bước đi của họ. Mà nhờ vậy mình mới thấy. Ok, thành ra thưa quý vị, Kimberly biết rằng có nhiều người họ nói, luôn cả người Mỹ, họ nói ôi tôi thấy thành phố Westminster, tôi thấy có nhiều cái có gọi là cái gì giống như nhức đầu, phải không? Cái nhiều cái drama. Ok, quý vị không muốn drama, phải không? Quý vị không muốn nhức đầu, phải không? Nếu mà Kimberly cho cái lá phiếu như vậy thì hết nhức đầu. Thì nếu như vậy thì Kimberly đâu có đứng về cái phía của quý vị đâu, mà phải đứng về cái phía của họ, để đồng lõa với họ, để ăn chia với họ, để chia chác với họ, để làm những cái việc xấu với họ. Thì như vậy thì
ai là cái người đứng về phía quý vị? Không ai.